Audio Jungle. Xin chào bà con, thì hôm nay á mình quay cho bà con xem về cái mô hình trồng sầu riêng gần 2 năm tuổi của bà con nông dân ở Gia Lai đây. Thì với sầu riêng gần 2 năm tuổi thế này á, thì mình cũng đưa ra bà con một số phương án mà chăm sóc cho cái sầu riêng chúng ta nó khỏi bị bệnh tật, để sau này khi mà chúng ta chăm sóc á, những cái giai đoạn kiến thiết cơ bản như thế này á, thì bà con phải chú trọng cho mình. Thứ nhất á là cái côn trùng kết thúc thuốc sâu, bỏ xích, bỏ vừng đó, bỏ ăn cứng rồi đó, đó là rồi dẹp xếp đó, cái thuốc sâu đầu tiên. Cái thứ hai nữa là thuốc nấm bệnh, và cái thứ ba nữa là thuốc gốc, nấm rễ. Thì về chăm sóc cây trồng á, tất cả cây trồng nào á thì cũng cần ba yếu tố đó: thuốc nấm, thuốc sâu và thuốc nấm rễ. Thì ba đó thì hàng tháng á, ví dụ như mùa mưa á, thì bà con nên đổ phân cho mình là đầu mùa mưa và cuối mùa mưa hai lần thuốc nấm rễ, thối rễ, để chống tình trạng mà úng nước đó, hay bị tình trạng đó. Thì cái vườn sầu riêng này trồng xen với tiêu, mà tiêu đã chết hết rồi đó. Bà con xem toàn bộ tiêu ở vùng Gia Lai này là chết sạch luôn. Vườn mấy trăm trụ, cả ngàn trụ chết sạch hết. Thì giờ bà con nông dân đã trồng xen vào đó là sầu riêng và cà phê. Thì đây mình đi quay cho bà con xem, thì nói chung là chủ yếu là sầu riêng. Thì gần đây thì bà con nông dân chúng ta thấy sầu riêng giá nó cũng được mùa, cũng cao, nên là chăm sóc sầu riêng hơn. Còn cà phê thì giá thành hơi thấp, nên một số bà con cũng hơi nản, cũng ít muốn đầu tư. Nên clip của mình quay chính vườn này đa số là sầu riêng. Thì mình quay bà con xem về cái mô hình này. Thì mình cũng nói sơ về cách chăm sóc để cho bà con ta yên tâm về cái công tác mà phòng bệnh từ giai đoạn ban đầu gần 2 năm tuổi này. Thì sầu riêng này trồng thì từ gốc nhớt, chứ không phải là gốc ghép 2 năm. Đây là toàn bộ gốc nhớt hết. Thì với gốc nhớt hay là gốc ghép gì á, thì bà con muốn nhanh hay muốn khỏe cây á, thì chủ yếu vào cái việc mà chăm sóc của bà con nông dân chúng ta. Chúng ta phòng bệnh chăm sóc như là thuốc thang, phân bón như nào nó hợp lý á, thì tất cả cây trồng là nó cũng rất là mạnh và khỏe. Thì giữa cây gốc ghép và cây gốc nhớt á, thì nó hơn thua nhau chỉ có 1 năm thôi. Thì cái tốc độ hơn nhau 1 năm, một cây 5 năm hay cây 4 năm cho bói hay là trái thì nó hơn nhau tỷ lệ đó thôi. Thì do vào chăm sóc của mình đó, thì tùy vào vườn. Thì vườn này á, mình quay về công tác mà xem thăm vườn và cũng hướng dẫn kiểm tra vườn và tỉ cành, những cành chim, những cành tây dưới chân á, sát đất á, thì nó đã vượt lên rồi chúng ta bấm. Thì clip này mình quay cũng rất là dài về cái mô hình mà trồng sầu riêng gần 2 năm tuổi mà phát triển rất là mạnh như thế này. Thì cái việc mình như thế này á, thì mình cũng hướng dẫn bà con nông dân, thứ nhất là theo phương án là bón vi sinh nè, rồi humic nè, phun phân bón lá nè, rồi thuốc sâu à, thuốc nấm bệnh thôi, thì có bao nhiêu đó thôi bà con cứ phun phòng. Ví dụ như thời tiết tùy khu vực, nắng nóng thì bà con phun thuốc sâu giai đoạn mà chưa ra đọt non thì con có thể phun thuốc sâu mình là tháng 2 đến 3 lần, còn thuốc nấm bệnh thì tháng cũng 2-3 lần thôi. Còn về nước thì giai đoạn cây sầu riêng á, giai đoạn cây nhỏ thì bà con nên thường xuyên tưới giữ ẩm cho mình. Thì đặc biệt cây sầu riêng là rất cần nước, nên bà con cứ tưới nước giữ ẩm cho mình liên tục nha. Thì cỏ thì bà con nên làm sạch cho mình. Thì nếu có rơm rạ thì con tiến hành tủ trong gốc, bà con không nên tủ quá gần gốc nè, tủ sơ ra để tránh tình trạng mà nấm bệnh ở trong gốc á, bà con ta không phát hiện được. Một số loại bệnh như là thối thân, khô gốc gì đó, thì đó bà con xem cho kỹ cho mình về công tác đó. Thì đây là toàn bộ mình quay cho con xem về cái vườn sầu riêng gần 2 năm tuổi á, trong gốc nhớt á, rất là đẹp. Nói chung là vườn cũng không có bệnh tật gì hết, mình quay rất là kỹ cho con xem, thấy rất là xanh đều. Thì công tác mà gần 2 năm tuổi thì một số bà con chúng ta có thể tỉa những cái cành mà không quan trọng ở trong đó, người ta hình thành những cái tán cho cái chi cho cây nó đều từ nhỏ luôn, để sau này theo cái hướng đó mà cây chúng ta nó phát triển rất là đều. Thì mình cũng nhắc nhở bà con á, là đối với những vùng đất á mà gió nhiều nè, thì con nên cắm cọc để buộc cái sầu riêng chúng ta khỏi bị lay gốc, khỏi bị nghiêng ngã. Thì cái này là cái điều mà mình nhắc nhở bà con, vì những vùng mà trồng gió nhiều á, khi mà lên á gió mạnh quá, tình trạng lay gốc đi thì cây nó dễ bị chết. Thì đó là những cái nhắc nhở sơ cho bà con. Thì còn lại thì clip này cũng không có cái nào để xử lý về bệnh, nên mình cũng không có nói rõ về cho bà con những phương án xử lý bệnh. Thì tùy vườn, tùy trường hợp, tùy video mà mình nói về những cái cụ thể chính của cái video đó, của cái vườn đó, để bà con xem và hiểu rõ hơn. Còn với những cái này là mình quay những cái mô hình chăm sóc sầu riêng của bà con dân khác nhau.
Thì clip này mình quay nói chung cũng rất là dài, và cũng bên cạnh đó mình cũng quay xen thêm một cái đám tiêu chăm sóc của bà con nông dân, trồng tiêu, trồng sầu riêng, trồng cà phê, trồng mít, trồng bơ, chung là đủ là cây hết, để con xem những cái mô hình của từng bà con, từng khu vực khác nhau. Đây là toàn bộ đám sầu riêng á, gần 2 năm tuổi, trồng gốc nhớt á, con thấy không, rất là đẹp. Cỏ thì cũng mà bà con làm cũng chưa có kịp, vì bà con nông dân ở đây rất là nản vì cái tiêu nó chết á, nên cũng không muốn làm gì hết, mà cũng thấy vào cái sầu riêng giá nó cao, nên giờ cũng chú tâm vào mà làm, để cho năm tới thì không biết như thế nào về giá cả thì theo thị trường, thì mình cứ chăm sóc, khi đó thì có trái có quả là mình sẽ tiếp cái chuyện chăm sóc trái quả và giá thành theo thị trường. Đây là toàn bộ video thì bà con cứ xem và tham khảo. Xin cảm ơn bà con.